Dạ, xin chào đến tất cả cô chú anh chị em thân mến. Hôm nay là ngày 22 tháng 12 thì em xin giới thiệu đến cô chú anh chị em một bộ dàn sới này là và đầu máy thì EA11. Thì cái dàn là KAGA95 Kubota của hãng Kubota anh em. Thì nó gồm có này là cái mang theo cái đuôi sới này, nó là sên bìa anh em. Sên bìa cốt đặc nha. Wow, hàng khủng luôn. Thì mới về luôn anh em ơi, chưa có tắm rửa vệ sinh gì hết, như là còn riêng hết nha. Bộ này rửa ra là khá đẹp luôn anh em đó. Thì mấy cái này mấy anh em về thích hợp cho anh em kéo cài cái một hay là sới cài gì cũng được hết, các kiểu luôn, chạc đất luôn. Nhưng mà số đó là 8 số luôn. Ôi má ơi, chạy cho 8 số cho rảnh giò luôn quá. Nó có em sai vậy nè, vi sai vậy nè. Nó cái này là cái vi sai ý nè, thôi rồi gồ thỏ luôn. Rồi giờ tắm rửa đi, rồi sau đó mình test máy thử máy cho anh em xem ha. Thì chắc này nó thùng đó này là 18 dao anh em, đẹp tinh luôn, thằng cất cá kiểu này có vi sai giống như là đi bươi hai bánh đó nè, tầng chậm lẹ luôn nè, cá kiểu luôn nè, đủ hết đồ chơi luôn nè. Đồ máy thì thôi đi, mê cái 10 luôn. Đồ máy này đó thì EA11. Đồ này mất tiền lắm anh em, tại vì đồ này Kubota hàng dạng giá trị lắm nha. Thì cái máy này đó thì nó về nó bị hơi bị mớp miếng lưới xíu, này thì mình hơi gọi ra này mớp này xíu không sao. Thì toàn bộ máy móc thì dàn sới đâu là nguyên siêu anh em. Thì hiện tại giờ mình đang rửa đó, thì mấy anh em có mua sắm cái bộ này thì cứ liên hệ mình ha. Đấy, nó sảy luôn anh em ơi. Rồi bây giờ quay test máy thử với anh em. Cái này nó gồm 4 số sới anh em. Đấy lộn, 2 số ve nhưng mà 4 số ve. 4 số ve anh em ơi, chứ không phải là 4 số tới. Thế là 8 số tới là này đang ra số lẻ nè. Rồi, ngon lành canh nào. Máy thì
bao zin anh em nha, này lấy xương zin hết nha, bao nha. Nè đây chưa bung phải mở anh em, ốc là vàng khè luôn nha. Máy này ốc bảy màu luôn má ơi, quá đẹp. Cái này là cái bơm dầu phụ anh em, để mình bơm vô mồi qua bét nha. Trường hợp ra đây nó tên là dặn này ra làm xả dầu vô boe nè, nó dặn này ra nè, bơm qua dầu lúc nào đâu nó nằm đây nè, bơm xịt cho qua boe nè anh em. Nhưng mà về Việt Nam mình á là dùng mình khỏi xài này, cho nên là dùng xứ lạnh mới xài này anh em. Máy là chưa có ốc xả dầu nha, đó anh em thấy không, chưa vô bung tháo mở hết, chưa đụng đậy chìa khóa vô hết. Máy này là bao zin nha anh em, hư A11 má ơi, hàng khủng luôn, quá đẹp. Ốc nè bảy màu luôn, này có đèn của anh em, sơn zin ha, bỏ suy nghĩ luôn. Quá đẹp anh em ơi, ốc này bảy màu sơn nè. Đó, ga nó còn gâu nè anh em, gâu luôn nè, này ít xài lắm nè. Do mấy cái vỏ găng găng nước này là do nó để bị bìm bìm anh em, rồi nó nặng lên á, nó găng găng cái vỏ này nó còn xài chưa, nó còn gà lấy luôn nè, cái gâu luôn nè, nó rất là đẹp luôn. Ốc số 7 lên trên này anh em thấy không, đó bảy màu không, sẽ rất đẹp luôn. Trên bìa ốc còn gam luôn nè, anh em thấy quá đẹp, xuất sắc luôn. Zin toàn bộ nè, đó mình thấy nè, mới tôn luôn, xi nóc quá mới luôn, 8 số. Cho bộ dao nè, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18 gan. Quá mới luôn. Ốc đâu nè, 7 màu luôn nè. Má ơi nó mới. Rồi, rất là cảm ơn mấy anh em đã theo dõi và xem video. Thì mấy anh em nhớ nhấn nút đăng ký kênh để mình nhận được cái video mới, những clip mới anh em. Đặc biệt cửa hàng chúng em có bán hỗ trợ trợ góp anh em ha. Anh em nào có mua sắm máy móc hay là thiết bị về phục vụ nông nghiệp, tất cả về máy luôn, máy xịt thuốc, máy cắt cỏ, máy cưa đồ các kiểu, nói chung là mình bán hỗ trợ trợ góp anh em hết từ A đến Z, thủ tục giấy tờ để em lo hết. Với điều kiện là anh em nào ở xa không đến được mua được thì mình cứ bán qua hàng online trên mạng anh em, anh em làm hồ sơ trên mạng luôn. Rồi với lại lãi suất thì cũng nên báo với anh em luôn. Ví dụ anh em mua đồ nghĩa địa này á, lãi suất thì 10 triệu, một tháng 120 ngàn. Không cần anh em trả trước, không cần thế chấp luôn. Đó, rất đơn giản anh em. Còn nếu mà đồ mai mấy anh em mua máy mới cái dàn cha chan này, đây, dàn cha chan. Đó, hoặc là máy ZT Kuta thì lãi suất là 10 triệu tháng 100 ngàn. Thì do bên Kuta đó anh em, Kuta hỗ trợ cho bên máy hãng của ta hỗ trợ lãi suất tí xíu, nó rẻ hơn được 0,2%. Cho nên là vậy. Thì mấy anh em là yêu thích mua, mấy anh em khỏi cần tiền bạc gì hết, thủ tục giấy tờ để em lo. Thì mấy anh em có thích thì em nói thì alo đến mình nha. Thì clip đây em cũng xin kết thúc anh em ơi. Thì chúc anh em một ngày mới tràn đầy niềm vui hạnh phúc bên người thân gia đình nha. Thân ái tạm biệt, chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp lại anh em lúc sau. Bye bye anh em. Cặp vỏ mua.